Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Live. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai có tên gọi là Three Tiny Online Tower of Despair. Con game này thì hiện tại nó đang ra mắt phiên bản global và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Three Tiny này nhá. Mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về con game này nhưng mà để xem nó như thế nào này. Con game này nói về một cái tháp vĩnh hằng và nhân vật chính chúng ta sẽ leo tháp kiểu như thế. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá con Three Tiny nhá. Con game này hiện tại thì nó mới chỉ chơi trên Android được thôi. Và cách cài thì các bạn sẽ phải cài file APK bên ngoài nhá, chứ không chưa tải trực tiếp trên Google Play đâu. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn đọc thêm thông tin cũng như là tải game nó dễ hơn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào game nhá. Ở đây thì con game này đây là phần tạo nhân vật và các bạn sẽ có các cái cụm server nhá, như là EU, GL mình không biết là gì, và AS tức là khu vực Asia thì chúng ta sẽ chọn khu vực Asia. Game này thì hiện tại chỉ có tiếng Anh thôi. Đây, cậu chọn nhân vật nam hoặc nữ. Mình sẽ chơi nhân vật nữ đi. Và con game này các bạn có thể thấy là nó có một cái đồ họa 3D theo kiểu phong cách kiểu dạng hoạt hình anime Nhật Bản đó. Và bạn có thể tùy biến cái nhân vật của mình như kiểu là khuôn mặt này. Đấy, các cái kiểu hình khuôn mặt. Rồi kiểu tóc. Đấy, chúng ta sẽ có một số kiểu tóc như thế này. Cái này thì các bạn sẽ không thể tùy biến nhiều nhá. Tất cả là mọi thứ đều có sẵn thôi. Đấy, rồi các bạn để chọn màu tóc. Đây, có cái bảng màu này. Đấy, các bạn để chọn bảng màu sao. Nói chung là tùy biến nó nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà cũng gọi là những thứ để các bạn có thể gọi là tùy biến nhân vật của mình một chút. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên và vào game thôi. Ủa, xong vào ta. Nó mất kết nối ấy. Cái game này thì nó sự nói chung là đây là con game nước ngoài nên là sự kết nối nó cũng chưa thực sự ổn định lắm, nhưng thôi không sao, anh em đợi một xíu nha. Rồi ok, vào rồi anh em ạ. Game nó hơi bị chưa ổn định một chút. Ok, bây giờ mình đã vào game rồi. Về cơ bản đây là một con game nhập vai, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ và cày cuốc thôi. Đấy, game thì cũng tích hợp cái tính năng gọi là auto nhá, chúng ta sẽ có một con game đồ họa full 3D luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ này. Con game này đến từ Hàn Quốc nha mọi người ha. Mọi người có thể nhận ra là cái giao diện game rất là đặc trưng của Hàn Quốc luôn. Các tính năng hầu hết là để bên trên góc phải này. Đấy, nó sẽ có một thanh menu ẩn ở đây. Các tính năng nó sẽ ẩn giấu trong này. Rồi, mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha. Ở đây mình đang chơi bằng giả lập nhé các bạn nhé. Các bạn có thể chơi được bằng giả lập hoặc điện thoại. Mình sẽ chỉnh phần setting một chút. Ở đây xem nào. Mình sẽ hiển thị FPS này. Đồ họa mình đang để lên gọi là cao nhất rồi nhá. Thật ra thì con game này nó cũng không quá là kén cấu hình đâu. Với giả lập thì mình có thể chơi ở ổn định ở mức tầm khoảng 55 cho đến 60 FPS. Nếu bạn nào mà chơi điện thoại thì nó sẽ ổn hơn nữa và nó sẽ nét hơn nữa. Ô, đây là nhân vật ở trong Squid Game này. Đấy, con game này đến từ Hàn Quốc nha các bạn nhá. Có nhân vật của Squid Game luôn này. Mình thấy là cái con Three Tiny này nó cũng thử nghiệm rất là lâu rồi. Mà nay thì nó chỉnh sửa rất là nhiều ấy. Mà nay nó chính thức ra mắt. Ua, mình không có vũ khí gì sao đánh ta. Ua, con boss đùng này. Vãi, nhân vật của mình làm gì có vũ khí gì. Vỡ mồm. Cái phần cốt truyện mình cũng chưa hiểu lắm. Đại loại thì thôi chắc chẳng cần hiểu phần cốt truyện này đâu. Đấy, cháy. Nhân vật đấm cháy thế thì chơi bời gì. Ôi dồi, đồ thì không có. Bay đi view đi rồi. Rồi. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ở một cái vùng đất bên ngoài này. Thế giới của con Three Tiny là một thế giới mà giả tưởng. Các bạn sẽ có những cái tảng núi biết bay. Đấy, đang lơ lửng trên không này. Và chúng ta sẽ có một cái tòa tháp. Sau này nhiệm vụ của các bạn nó leo lên cái tòa tháp này. Đấy, một tòa tháp vĩnh hằng. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là đi làm nhiệm vụ đã. Cái nhịp game của con Tiny này nó rất là chậm nhé. Nó không phải dạng game mì ăn liền đâu. Nó cày cuốc ấy, mệt phết ấy. Đó, chúng ta có tòa tháp này anh em nhìn thấy không? Và các bạn sẽ leo từng tầng. Nó sẽ chia theo tầng. Các cái tính năng nó sẽ mở theo tầng nhé. Đây mình sẽ... Tại sao mình nói như thế? Đây. Đấy, nó bảo là mình phải lên tầng 11 chẳng hạn. 11F tức là 11 floor ấy. Floor 11 tức là tầng 11 thì mới mở khóa tính năng. Những cái tầng này là như kiểu những cái phó bản ấy. Các bạn sẽ phải đánh boss các kiểu rồi qua tầng.
cái nhịp game của con Titani này khá là chậm, không 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 dễ để phù hợp với nhiều người. Nhân vật mình bay lượn đây, các bạn thấy không, cả một cái vùng hòn, mình gọi là hòn đảo đi, hòn đảo trên không. Ui, đông người chơi chưa? Đấy. Rất là đông, game này thì là một game server global. Con này quảng cáo, tắt quảng cáo đi. Đây, game này rất là đông nhá. Ở đây có phần thưởng cho người mới chơi này, nhận hòm qua thư này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Game này chơi hơi mệt đấy, không phải đùa đâu. Hiện tại là mình chưa có cái vũ khí gì cả. Hiện tại là chưa có vũ khí gì cả anh em ạ. Nhân vật của mình bay như đúng rồi ấy. Đây có những cái điểm dịch chuyển ấy, giúp các bạn bay một phát để chuyển giữa các cái hòn đảo. Game này thì auto thôi, game thì còn tích hợp auto các kiểu. Rồi, có nhiệm vụ đầu tiên là đi đánh mấy con lợn rừng. Nhưng mà, wow, vũ khí của tôi đâu? Dùng tay đấm à? Chưa có vũ khí anh em ạ. Ui, đấm chay vậy. Ban đầu thì chưa có vũ khí nhá. Ôi, nó cắn đau chưa? Game này cũng khó để cày phết, tức là rất cẩn thận không là toang ngay. Đây, còn 28 máu này. Không biết có đánh được không? Chắc vẫn được. Quái nó cắn mình một lần khoảng 3 máu. Ui, gần chết rồi. Rồi sao? Rồi, chúng ta lại đi tiếp tục gặp con mèo có tên gọi là Coco, à con thỏ chứ, Coco White. Đây, cái tòa tháp này rất là rộng luôn. Mà nó sẽ chia theo tầng nhé mọi người nhé. Đây này, em thấy không? Nó sẽ chia theo tầng. Nhưng mình đã nói là nó sẽ chia theo tầng. Và các bạn sẽ phải leo lên. Nhớ không nhầm thì như cách đây khoảng 1-2 năm mình đã từng giới thiệu anh em về cái con game Titani rồi. Và sau đấy thì game có vẻ toang hay sao ấy, nó chỉnh sửa rất là nhiều. Rồi, chúng ta có vũ khí đầu tiên là một cái vũ khí cận chiến hình nhánh cây, vũ khí cận chiến. Rồi, lại tiếp tục đi đánh lại con lại đi đánh săn lại cái con lợn rừng này. Game này nhé, nó không chia theo class nhân vật mà nó sẽ chia theo cái vũ khí của anh em mình sử dụng. Đó, tức là sẽ có một số loại vũ khí thì mình sẽ giới thiệu cho anh em. Rồi, lên level 2 chúng ta sẽ có phần kỹ năng. Đây, chúng ta sẽ có phần kỹ năng, các bạn hãy học kỹ năng nhé. Lắp thêm kỹ năng này. Đây, phần kỹ năng này. Thì trong game này có 4 loại vũ khí. Đầu tiên là trượng phép. Thì đây kỹ năng của trượng phép này. Nó có các kỹ năng hệ hỏa và hệ ánh sáng. Cái thứ hai là vũ khí cận chiến như kiểu kiếm rồi thương các thứ ấy. Thì hệ là hệ bóng tối và hệ hệ cỏ, hệ nature. Đấy. Cái thứ ba là hệ tấn công tầm xa vật lý như kiểu cung hoặc nỏ thì là hệ nước, và cái hệ này mình không biết là hệ gì. Đấy, và cuối cùng là hệ cầu, quả cầu phép. Cái này thì hệ này thì thiên về hỗ trợ hồi máu các kiểu ấy. Thì là hệ ánh sáng và cũng là hệ nature đấy. Thì như vậy là game này nó sẽ chia làm 4 loại vũ khí khác nhau và cái kỹ năng nó sẽ đi theo cái vũ khí các bạn sử dụng. Đây ví dụ như là mình dùng cái này thì mình sẽ lập. Đấy, mình đang dùng cái kiếm này thì mình sẽ nó làm trượng phép, còn đây mình đang dùng cái vũ khí cận chiến này thì nó làm đây cái kỹ năng này. Đấy, kỹ năng của vũ khí cận chiến. Các bạn sẽ có 4 ô để lắp kỹ năng thôi. Sau này các bạn sẽ phải lựa chọn kỹ năng để tạo combo chiến đấu các kiểu. Nhìn chung thì cái con Titani này nó sẽ gây ấn tượng ban đầu mình nghĩ là về phần đồ họa, nó theo kiểu 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 anime ấy. Nên nhiều người em sẽ thích.
Nhưng mà nhịp game thì nó chậm nha, chơi về rất là chậm chậm. Con game này thì bảo là thế giới mở thì mình nghĩ là cũng 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 một phần thôi, nhưng mà chủ yếu vẫn là cái leo đây, nó sẽ leo tháp lên như thế này. Đấy, chúng ta sẽ leo tháp nha, nó sẽ có đánh boss, đánh boss để qua tầng. Đấy, rất là nhiều tầng luôn, không biết chơi bao giờ mới leo được hết mấy cái tầng này. Ừ, chơi cũng khá là mệt đấy. Thật sự bạn nào mà yêu thích kiểu dạng game của Hàn Quốc, game nhập vai của Hàn Quốc thì có lẽ sẽ thích con game này, còn không thì sẽ chơi nó hơi bị mệt ấy. Đây chúng ta có bình máu. Đấy, các bạn thể lắp bình máu ở đây. Bình máu này nó sẽ tự động ăn nhá. Tức là ví dụ như là đây có phần thiết lập ở trong phần setting ấy, nó sẽ có tự động ăn máu. Ví dụ như dưới 80% máu thì nó sẽ tự động ăn máu. Đây, chúng ta sẽ được tặng thêm một số cái vũ khí khác này mọi người này. Đây, bây giờ ủa. Đây, mình có thêm một số vũ khí khác. Đây là vũ khí cái rìu này. Còn đây là cung. À, mình sẽ lắp cung rồi nhá. Đó, mình sẽ lắp cung vào. Và khi các bạn chuyển đổi sang cung thì chúng ta sẽ phải lắp thêm một kỹ năng vào đó. Đấy, kỹ năng này nó sẽ mở theo cấp của người chơi thôi. Đây, mình đang sử dụng cung này. Rồi, chúng ta sẽ đi săn gấu. Ừ, đây, săn gấu. Đấy, quái thì ở bên ngoài thì các bạn để làm nhiệm vụ đánh quái bên ngoài như thế này. Oh, đây con boss đấy chứ, vãi. Đây, có đặt bẫy này. Đấy, các bạn thể di chuyển để né. Không không kiểu là kiểu vừa hit and run được nhá, phải đứng im bắn thôi, nhưng mà để ý là lúc mà boss nó ra đòn thì nó sẽ hiện một cái phần hitbox ở màu đỏ dưới mặt đất ấy. Thì các bạn phải né nhá, tập né nhá, bởi vì là nếu mà dính mấy cái chiêu đấy ấy, rất là dễ chết. Đặc biệt là những con boss ở trong phó bản. Game thì cũng có nhiều tính năng lắm, như kiểu là Spirit, tinh linh này, như kiểu Pet này, bang hội này. Đây là hệ thống phó bản này, bao gồm là phó bản nguyên tố này, rồi phó bản solo, phó bản tổ đội, phó bản bang hội. Đấy. Chưa kể là chúng ta sẽ có phần PvP này, rồi có cả chiến trường, territory này. Đấy, rất là nhiều các tính năng. Đấy, và nhưng mà để mở thì như mình đã nói đấy, các bạn phải leo tháp, leo mở khóa cái bản đồ, nó như kiểu các bạn bản đồ thôi mà. Đấy, bản đồ game các game khác thì nó là trải rộng màn hình ngang đúng không? Nhưng mà game này là bản đồ ấy, nó lại theo tầng, đấy, bản đồ theo tầng. Và các bạn phải lên tầng thì mới có thể mở khóa được. Đấy, vậy thôi. Ok, thì như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game nhập vai đến từ Hàn Quốc có tên gọi là Tiny Online nhá. Thì bạn nào quan tâm tựa game này thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả, các bạn có thể tải game và chơi thử xem sao. Nói chung là game thì cũng khá là hay đấy, nhưng mà nhịp độ game nó hơi chậm một xíu. Các bạn phải thực sự thích chơi cơ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhé. Bạn nào thì thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tô Game Online của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.